Xin chào các bạn đã đến với Tech Mắt. Nội dung đầu tiên trong bản tin Tech News ngày 14 tháng 8 sẽ liên quan tới việc là MacBook Pro bị cấm mang lên máy bay. Cơ quan quản lý an toàn hàng không Mỹ đã cấm một số máy tính xách tay MacBook Pro lên các chuyến bay sau khi Apple phát đi thông báo rằng một số mẫu máy tính của họ bị lỗi pin có nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Trong một tuyên bố mới nhất, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết họ đã có những thông tin về việc là Apple thu hồi một số mẫu máy tính xách tay MacBook Pro bị lỗi pin và đã có cảnh báo tới các hãng hàng không lớn của Mỹ về việc thu hồi này. Những mẫu máy MacBook Pro bị ảnh hưởng sẽ không được mang lên máy bay, bất kể dưới dạng là hành lý xách tay, hành lý ký gửi hay là hàng hóa. Theo một số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, đã có 432.000 máy MacBook Pro bị lỗi pin đã được bán ra tại Mỹ và 26.000 tại Canada. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Apple đã ghi nhận 26 trường hợp pin quá nhiệt, trong đó có 5 trường hợp bị bỏng nhẹ và 1 trường hợp hít phải khói độc, 17 trường hợp tài sản cá nhân bị tổn hại. Nội dung tiếp theo sẽ liên quan tới việc là Apple đã mở bán đế sạc không dây. Mới đây, nhiều người phát hiện Apple bán ra một sản phẩm với tính năng tương tự như là AirPower ngay trong cửa hàng của hãng. Tuy nhiên thì nó lại chẳng phải do hãng sản xuất mà là được sản xuất bởi Mophie, một nhà sản xuất phụ kiện của Apple khá phổ biến. Thiết bị này cũng có thể sạc được 3 thiết bị cùng một lúc. Nó có cây riêng dành cho từng loại thiết bị như là iPhone, Apple Watch hay là AirPods. Có một chút khác biệt so với AirPower, đó chính là việc trong khi AirPower có thể sạc được 3 thiết bị bất kỳ cùng một lúc, ví dụ như là 2 chiếc iPhone, 1 chiếc Apple Watch, hoặc là 2 chiếc Apple Watch, 1 chiếc AirPods, hoặc là cả 3 chiếc iPhone cùng một lúc, thì đế sạc Mophie này có cây riêng dành cho từng loại thiết bị. Và Apple Watch thực ra thì không được sạc trực tiếp trên đế sạc mà được sạc thông qua một bề mặt riêng trồi lên từ đế. Đế sạc Mophie 3-in-1 có công suất sạc là 7,5W, sạc xuyên qua một lớp ốp lưng iPhone dày cỡ 3mm. Thiết bị này được bán với mức giá là $139.95 trên cửa hàng trực tuyến của Apple. Đây không phải là lần đầu tiên Apple chuyển cho một đối tác tin cậy sản xuất sản phẩm mà hãng không tung ra. Xem như đây là một sản phẩm phần nào thỏa lấp đi sự kỳ vọng của mọi người về một đế sạc không dây AirPower từng được giới thiệu. Dạo gần đây, chiêu trò lừa bán iPhone nguyên siêu giá rẻ đã nổ ra ngày càng nhiều. Chiêu trò lừa đảo mới này đã nhanh chóng qua mặt được nhiều người dùng và thành công trót lọt. Cụ thể thì đối tượng lừa đảo đã bán ra chiếc iPhone 10 nguyên siêu với mức giá chỉ có 14 triệu đồng, rẻ hơn giá thị trường là 4 triệu đồng. Nhưng sau khi mua về, mở hộp ra thì người dùng lại phát hiện là máy không thể kích hoạt được. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với một nạn nhân mua chiếc máy iPhone 10R với mức giá là 13 triệu đồng. Khi nhận máy do không có internet và máy cũng thông báo là chưa kích hoạt nên người dùng này đã tin tưởng. Tuy vậy thì anh chàng này không thể kích hoạt được máy, không thể liên lạc được với người bán. Anh này đành phải mang ra cửa hàng khác để kiểm tra và nhận ngay một câu trả lời, đó chính là máy đã bị khóa. Không chỉ có những người dùng mà ngay cả một số cửa hàng kinh doanh iPhone xách tay cũng mắc phải những chiêu trò tương tự. Khác với những mẫu máy hàng dựng hoặc là hàng nháy dễ phát hiện thì ngoại hình của những chiếc iPhone nguyên siêu quá mới và còn nguyên tem khiến cho không ít người dùng phải chủ quan. Phần lớn thì việc mua bán lại diễn ra ngoài đường và giao dịch khá là nhanh chóng. Bởi vậy người mua thường thì tin tưởng vào thiết bị của mình còn nguyên hộp. Bên cạnh đó thì kẻ gian cũng lựa chọn khi mà không có mạng internet để tránh cho việc người dùng kích hoạt tại chỗ hoặc là kiểm tra email. Do đó những người mua tốt nhất là nên chọn iPhone tại các cửa hàng uy tín có địa chỉ rõ ràng và có bảo hành để chọn mua cho an tâm. Thông tin cuối cùng có liên quan tới nội dung là những chuyên gia đã tạo ra trò chơi điện tử chữa bệnh kém cử động chi trên. Cụ thể thì các chuyên gia thần kinh học tại Đại học Tự chủ Quốc gia Mexico đã chế tạo một bộ trò chơi điện tử nhằm giúp cho các bệnh nhân khó cử động bàn tay hoặc là cánh tay sau các tai nạn liên quan tới mạch máu não có thể đẩy nhanh được khả năng phục hồi. Các chuyên gia cho biết trò chơi điện tử trên nhằm kiểm soát cơ vai, khuỷu tay và cổ tay cũng như là phối hợp giữa cánh tay và mắt. Các trò chơi trong bộ trò chơi trên đều đòi hỏi bệnh nhân cần phải sử dụng vai, cánh tay hoặc là bàn tay. Ngoài ra thì cũng có những trò chơi sử dụng màn hình cảm ứng, trong đó thì người chơi có thể luyện các ngón tay bằng việc là lựa chọn nguyên liệu cho những chiếc bánh sandwich của mình. Ngoài ra thì các chuyên gia còn sử dụng cảm xúc chuyên biệt cho bàn tay, cho phép là phát hiện cử động mở hoặc là nắm tay. Cách phục hồi mới này có thể giúp cho bệnh nhân thực hành sớm và thường xuyên tùy theo khả năng của mỗi người, vì bệnh nhân có thể tải các trò chơi điện tử này về và thực hành tại nhà. Được biết một số trò chơi còn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Các chuyên gia thì hy vọng là sẽ sớm mang những trò chơi này đến các trung tâm y tế hoặc là bệnh viện đa khoa để bệnh nhân có thể thực hành. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của Tech Mắt để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt.